Chào bạn, mình là Hoàng Anh và đây là kênh chia sẻ về CG và Motion Design của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là cái cách mà chúng ta có thể copy một vật thể lên trên bề mặt của một landscape như thế nào. Thì trong trường hợp landscape ấy, mình sẽ demo bằng grid. Và đối với cả crystal, mình sẽ tạo ra một vài cái vật thể nhỏ lẻ đơn giản thôi để chúng ta có thể làm việc được một cách nhanh gọn hơn. Trong Houdini, cái việc của chúng ta thay thế vật thể thì nó rất là đơn giản. Khi chúng ta có thể tạo ra được một cái template ở mức độ cơ bản rồi, và chúng ta có thể thực hiện cái việc là thay đổi object để khiến cho cái setup của chúng ta trở nên phức tạp hơn. Ở đây trước hết thì chúng ta sẽ cần một cái lượng point để chúng ta có thể copy lên. Thì đối với cả grid như mình đã đưa cho bạn xem ở bài trước ấy, thì grid đang có một cái lượng point nhất định ở đây. Và khi chúng ta mở cái geometry spreadsheet ra, chúng ta sẽ thấy rằng là nó đang có 100 point từ 0 đến 99. Một cách khác thì các bạn có thể xem được số lượng point, các bạn có thể là di chuột vào cái node và sau đó ấn phần information. Phần information có ghi là point 100. Vậy chúng ta đang có 100 point. Vậy thì ở cái mức độ rất là cơ bản thôi thì chúng ta có thể thực hiện một cái hành vi copy nhanh gọn sử dụng box và một cái node là copy to point. Và mình đang có hai cái phần input đầu vào của cái node copy này. Trước hết là phần primitive to copy ở input 1, tức là cái vật thể các bạn muốn copy lên trên bề mặt này là gì. Và ở phía bên này ấy, thì nó ghi là target point to copy, hay ở cái phần này chúng ta sẽ gọi là template point. Nó cũng là một trong những cái ký tự rất là đặc biệt bên trong Houdini các bạn cần làm quen. Và cái target point của chúng ta đó là cái phần grid. Chúng ta muốn copy cái phần box này lên trên từng cái point một của cái grid. Mình sẽ cắm cái grid vào phía này và sẽ thấy được cái box được copy rất là gọn gàng lên trên bề mặt của grid như vậy. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về việc là chúng ta có thể copy nhiều object khác nhau lên trên bề mặt của cái hệ thống này ra làm sao. Vì chúng ta thấy rằng là đây chỉ có một cửa vào thôi, mà chúng ta muốn copy là không chỉ box, chúng ta muốn copy là một hình sphere, chúng ta muốn copy một hình tube, hoặc chúng ta muốn copy một hình torus lên trên bề mặt của vật thể này cùng lúc với box, thì chúng ta làm như thế nào. Trong Houdini chúng ta sẽ có được một cái node là switch. Sẽ lôi switch ra. Hiện tại thì mình sẽ cắm được là switch box là một này, tạo ra một vật thể nữa là sphere là cái núm số 2, tạo ra một vật thể nữa là torus ở cái số 3, và tạo ra được một vật thể nữa là tube chẳng hạn. Tube thì mình sẽ đóng end cap lại. Hiện tại thì mình đang có 4 vật thể để switch qua lại. Nếu bây giờ mình cắm vào đây, chúng ta không có gì thay đổi cả. Nhưng bạn để ý khi chúng ta chọn vào cái node switch và chúng ta thay đổi ngay lập tức thì cái hình ảnh object chúng ta thay đổi. 1 sẽ tương đương với cả cái số 2 là sphere. 2 sẽ tương đương với cả số 3 là torus. Và 3 sẽ tương đương với số 4 là tube. Trong máy tính chúng ta đều bắt đầu từ 0, cho nên là cái đấy các bạn cần làm quen. Vậy thì bây giờ cái bài toán đặt ra là chúng ta cần copy toàn bộ cái lượng này vào trong này. Thì chúng ta sẽ nói với phần mềm một cách ngẫu nhiên rằng dựa trên cái lượng point của grid ở đây, thì mỗi một point này ấy, cái switch này nó sẽ chọn ngẫu nhiên cái con số chúng ta đưa ra ở trong cái phần input từ 0 đến 3 để có thể đọc xem là giá trị nào sẽ input cái hình ảnh ở cái điểm point đó. Thì chúng ta không sử dụng được cái copy to point, chúng ta sẽ sử dụng là copy và stem. Đây là một trong những cái nốt rất là quan trọng và mạnh mẽ mà chúng ta cần sử dụng thường xuyên để chúng ta làm việc với nhiều object. Trước hết thì mình sẽ đổi cái switch này sang phần target ở đây và grid cắm vào cái nốt thứ hai và xóa cái là copy to point này đi. Đối với phần copy ấy, thì các bạn vào cái phần stem và chúng ta sẽ cần là bật cái phần stem input lên. Đối với lượng object mà quá nặng ấy, các bạn có thể là bật cách stamping geometry và pack geometry before copying. Thì cái phần pack geometry là một phần rất là quan trọng, nó sẽ giống với cả instance bên CVD. Khi các bạn pack thì cái geometry trở thành một cái hình ảnh reference mà thôi, và nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình sẽ luôn chọn là pack. Phần copy thì không có gì phải thay đổi cả. Bây giờ là cái phần ma thuật ở cái nốt stem này. Để có thể stem được, chúng ta cần tạo cái gọi là variable. Variable nó chỉ là một cái tên gọi
để các bạn có thể đọc random cái số lượng ở đây mà thôi. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái tên bất kỳ như kiểu dạng là A chẳng hạn. Sau đó ấy, ở cái phần này ấy, thì mình sẽ có một thuật toán đơn giản để random một thông số đến từ cái lượng point của grid. Và cái lượng point grid đấy nó được tên là template point. Và template point chúng ta viết tắt là $TPT. Chúng ta sẽ có template point ở đây. Thế nhưng mà vẫn chưa có điều gì xảy ra cả, bởi vì chúng ta chưa có bảo nó switch bất kỳ một điều gì. Và thuật toán của chúng ta tên là run, chúng ta mở ngoặc và đóng ngoặc. Kết quả của cái thuật toán random ấy thì nó luôn luôn trả ra những cái số ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Vậy thì nếu chúng ta nhân với cả 3 chẳng hạn thì nó sẽ luôn luôn ra đấy kết quả là từ 0 cho đến gần 3. Nếu các bạn có 4 object thì các bạn sẽ nhân với 4 thì các bạn sẽ luôn trả kết quả là từ 0 này, 1, 2, 3. Và đối với cả cái lượng random này ấy, thì nó là giá trị float. Và để có thể làm tròn được cái giá trị float này ấy, thì chúng ta cần phải có được một thuật toán khác có tên là floor. Floor thì sẽ giúp chúng ta có thể làm tròn số, có thể là như là 1.1 sẽ trở về 1, hoặc là 1.6.7 sẽ có thể là trở về 2 hoặc là trở về 1. Thì tùy vào các thuật toán nó xác định xem là chúng ta trả giá trị ra làm sao. Và khi mà làm tròn số ấy, thì nó sẽ có những quy tắc làm tròn số trong toán học bình thường mà thôi. Và chúng ta phải biết là floor, và chúng ta sẽ đóng ngoặc cái thông số này. Và đây là giá trị khai báo chúng ta đã hoàn thiện xong. Và để switch có thể đọc được ấy, chúng ta sẽ cần khai báo thêm một cái thuật toán nữa. Và đây là hai thuật toán các bạn cần nhớ duy nhất bên trong cái hệ thống này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là stem. Ở trong stem ấy thì khi các bạn mở cái thuật toán này ra ấy, nó đã có là string và float, tương đương với cả cái string đầu tiên liên quan đến là chúng ta đọc stem từ đâu. Và cái string thứ hai ấy, sẽ liên quan đến việc rằng là cái giá trị variable chúng ta muốn đọc là cái gì. Và cái số float thứ ba nó sẽ là cái giá trị trong trường hợp mà cái nốt switch này, cái thuật toán stem này ấy, nó không tìm được giá trị phù hợp ở cái thuật toán trong cái nốt copy thì nó cần trả giá trị là bao nhiêu. Thì mặc định mình luôn luôn để là 0. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu bằng cái string đầu tiên bằng cách gõ khai báo nốt string là dấu hại phẩy như thế này, hai chấm, và chúng ta tìm đến cái nốt là copy 1. Rồi, sau đấy mình sẽ đóng lại phẩy. Chúng ta đến cái string tiếp theo là A. Và giá trị thì trong trường hợp chúng ta không tìm được kết quả phù hợp, đó là 0. Và chúng ta sẽ thực hiện được cái hành vi như thế này. Ở phần copy thì mình sẽ bỏ cái nút tick ở đây đi, để nó có thể nhận được giá trị transform từ nút copy này. Mình có thể scale nó nhỏ lại. Bạn thấy được rằng là giá trị đã được random lên. Rồi, đây thì mình có thể là ao ra một cái null để các bạn không nhìn thấy cái lưới này nữa. Và null này thì mình sẽ đặt tên là gạch chân dưới ao. Thì đây là phương pháp stem rất là cơ bản mà thôi. Ở giá trị stem này các bạn có thể cộng thêm một cái số bất kỳ, coi như là một cái số seed mà chúng ta có thể random cái số ấy lên. Ở đây mình có thể cộng thêm là 10 chẳng hạn. Thì khi chúng ta cộng một giá trị bất kỳ này ấy, thì nó sẽ thay đổi ngay lập tức. Và các bạn muốn thay đổi vị trí của nó, các bạn lại tiếp tục lại thay nhập với số bất kỳ vào đây. Họ có thể thay được một cái số nào đó vào đây. Thì đấy là cái sự cơ bản của cái nốt là copy và stem. Và sau đây thì mình sẽ làm tiếp tục là thay vì chúng ta copy trực tiếp lên trên cái lượng point của grid, chúng ta sẽ copy trên một cái lượng point được scatter lên trên bề mặt của grid mà thôi. Và đấy là cái cách mà chúng ta có thể là copy lên trên bề mặt gồ ghề của landscape thay vì là lên trên từng point một. Ở đây thì mình có một cái nốt là nốt scatter. Mặc định thì nó sẽ scatter lung tung lên trên bề mặt. Và các bạn cần để ý rằng là cái số lượng mặc định của nó đang là 1000, một con số rất là cao. Chúng ta có thể giảm số lượng này xuống 100 để đảm bảo luôn là cái viewport hoạt động ổn định. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn qua cái lượng point, nó sẽ đặt lung tung như thế này. Mình có thể là bỏ relax để point có thể random hơn và cắm qua nốt copy. Sau đó chúng ta sẽ view ở sản phẩm cuối cùng. Nó sẽ được một cái lượng scatter random như vậy. Vậy thì đấy là những cái bước rất là cơ bản để giúp cho chúng ta có thể là scatter random cái lượng point lên trên bề mặt của landscape, cũng như là việc chúng ta có thể copy random cái lượng vật thể lên trên bề mặt của landscape thông qua cái nốt là copy và stem. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đi vào công đoạn là texture bên trong Redshift.
Đối với cả những cái project như kiểu dạng này thì nó là một cái project nhẹ. Chúng ta có thể texture cùng một lúc lên trên tổng thể của toàn bộ cái project. Tuy nhiên thì mình sẽ tách nhỏ ra để các bạn làm quen với việc mà chúng ta làm việc trong Houdini và làm việc với từng asset như thế nào. Chúng ta sẽ texture từ crystal cho đến landscape. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện công đoạn là look depth và setting những cái render final để chuẩn bị cho công đoạn là compositing.